trọng với tôi, đời tôi không có ai quan trọng với tôi hết á. Chỉ một đốt nhà thành củ hoa lan hết. Cái ăn rồi cứ tao bây giờ tôi nói toàn máu mèo ra anh bà Trần Long Kim, cơ quan cảnh sát điều tra Trần Long Kim. Chứ ông Kim cần đéo gì bà Hằng mà cứ nói bà Hằng đuổi ra đều ra ma rồi. Và tại sao ngày hôm nay khi đi Hà Nội về tôi chủ động chặn luôn Zalo với ông luật sư Kim? Tôi là người chủ động cắt đứt mối quan hệ đó, mặc dù ông luật sư Kim đang là coi như luật sư đi bào chữa cho những người là nạn nhân của thần Võ Hoàng Yên. Nhưng cho nên đừng có ai nói quan trọng với tôi, đời tôi không có ai quan trọng với tôi hết á. Chỉ một đốt nhà thành củ hoa lan hết. Là bởi vì cái cuộc chơi này không ai dẫn dắt tôi, không ai xỏ mũi tôi, cũng không ai có thể lèo lái tôi được. Tôi đủ bản lĩnh để tôi biết ai tốt, ai xấu, ai như thế nào. Và tại sao tôi lội ra, kể cả luật sư Kim, tôi lội ra khỏi cuộc chơi ngay và luôn.